Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bí Quyết Đẹp Trai. Và mình biết hiện tại có rất nhiều bạn học sinh đang muốn nhuộm làm sao để không lộ khi đi học và vẫn thể hiện được mình, vẫn chất và ngầu, sành điệu khi cần. Nếu như các bạn để ý thấy thì trong một môi trường như là trường học thì hầu như không có ai khác biệt, không có ai nổi trội cả. Điều này đến từ do đâu? Do trước đây, theo như mình biết thì để không phân biệt giữa giàu và nghèo, nên vì vậy trường yêu cầu tất cả các học sinh đều phải mặc đồng phục và không một ai được phép nhuộm tóc cả. Và qua chủ đề của ngày hôm nay thì mình đã tổng hợp ra những màu tóc để cho các bạn đi học vẫn an toàn nhưng mà vẫn có thể chất và sành điệu để cho bạn bè lác mắt khi cần luôn. Bạn hoàn toàn có thể tranh thủ trong cái dịp nghỉ Tết sắp tới để khiến bản thân mình trở nên ngầu và high fashion hơn. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần chủ đề chính. Đầu tiên đó là những màu an toàn nhất, đó là tóc đen có ánh màu. Đây là những màu mà vẫn giữ cái nền đen cho tóc của các bạn. Nhưng mà khi các bạn ra ngoài đường, cụ thể là lúc mà ánh nắng nó chiếu xuyên qua các sợi tóc của các bạn, thì nó sẽ ánh lên một cái lớp màu khác và trông nó rất là hay. Và đây là những màu an toàn nhất mình thường hay để khi còn đang đi học. Khi mà các bạn đi học ngồi ở trong lớp thì những cái ánh đèn huỳnh quang nó chắc chắn nó không đủ ánh sáng để khiến cho tóc của các bạn nó ánh lên cái màu. Nhưng khi các bạn ra chơi thì ánh sáng nó đủ mạnh để chiếu vào tóc thì nó sẽ làm nổi bật cái tông màu đó lên. Và đặc biệt là trong những buổi đi chơi khi các bạn đã cởi bỏ bộ đồng phục của mình rồi và phối hợp cùng với các bộ outfit mà chúng ta yêu thích thì trông các bạn đảm bảo cực kỳ high fashion và cực kỳ ngầu. Đó là những màu sẽ khiến các bạn trông sang chảnh, trông trẻ trung hơn và làm tôn sáng nước da rất hiệu quả. Và ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là hầu như không hại tóc như các màu khác. Những màu nhuộm này thì nó sẽ không làm khô tóc của các bạn quá. Và đối với thuốc xịn ở 30 size thậm chí còn bổ sung thêm cả dưỡng ẩm nữa, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với màu nhuộm này. Tóc đen ánh màu mà các bạn có thể lựa chọn đó là màu tóc đen ánh xanh, đen ánh nâu đỏ hoặc là đen ánh rêu. Đây là những màu mà rất là đẹp, rất là trẻ trung, phù hợp với độ tuổi của chúng ta. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến phần thứ hai, đó là những màu nhuộm mà sẽ khiến bạn trông nổi bật hơn. Khi mà chúng ta nhắc đến một cái màu mà nó gần giống với màu nguyên thủy, nhìn nó tự nhiên và an toàn để đi học thì thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến các tông màu trầm. Những tông màu trầm luôn được người Việt Nam ưa chuộng bởi vì cái tông trầm nó không quá nổi bật nhưng nó vẫn nền nã và sang chảnh. Nó là màu tóc mà gần giống với màu tóc tự nhiên nhất thì nó rất hợp với nước da ngăm đen của đàn ông Việt Nam. Nâu lạnh và xám chì là ví dụ của hai tông màu trầm điển hình. Đầu tiên là với màu nâu lạnh, với những người theo đuổi phong cách giản dị nhưng vẫn muốn bản thân trẻ trung hơn khi đến trường, màu nâu lạnh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Còn có tên gọi khác là màu nâu tây thì nó hoàn toàn không chứa sắc vàng trên tóc và đem lại ngoại hình trông rất tây cho bạn. Màu thứ hai đó là màu than chì. Than chì là một màu nhuộm mà yêu cầu ít nhất bạn phải tẩy tóc một lần. Nói về những màu nhuộm đẹp nhất dành cho nam giới thì đó chắc chắn là màu than chì. Màu sắc của nó gần na ná như đen nhưng lại sáng hơn như màu của ruột bút chì. Khi dưới ánh nắng thì tóc có ánh màu ghi, trông cực kỳ high fashion. Điểm yếu duy nhất của nó là sẽ khiến tóc của các bạn phai dần sang màu tẩy trong vòng khoảng 2 cho đến 4 tuần và yêu cầu chúng ta phải nhuộm lại sau đó. Đây là hai tông màu trầm hoàn hảo nhất dành cho học sinh mà mình biết. Chúng ta không nên nhuộm những màu quá lòe loẹt, quá dễ bị phát hiện để dễ khiến cho mình trở thành mục tiêu của giám thị hay là thầy cô. Rất dễ các bạn có thể lên bảng đếm số trong vòng 1 đó nha. Chúng ta hãy trở nên sành điệu và thông minh một cách thật là tinh tế. Đó thì toàn bộ những màu nhuộm vừa rồi, theo mình biết thì trừ màu than chì ra, các bạn sẽ chỉ mất 180.000 để nhuộm những màu trên. Đây là một khoản đầu tư mà rất xứng đáng. Nó chỉ bằng một bữa mà các bạn đi ăn chơi với bạn bè hoặc là các bạn mua một chiếc quần, một chiếc áo thôi. Đổi lại thì nó sẽ cho các bạn có một ngoại hình thay đổi, trẻ trung hơn, tươi mới hơn và trông mình fashion hơn. Đây là một khoản đầu tư mà vô cùng xứng đáng trong dịp cuối năm này. Chúng ta đừng nên bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để khiến bản thân mình trở nên cá tính và thu hút hơn. Bởi vì biết đâu sau này khi mà các bạn lớn lên đi làm rồi, chúng ta không còn bất kỳ một cơ hội nào để thể hiện bản thân mình thì sao? Đối với những bạn thường xuyên cắt tóc tại 30 size thì các bạn có thể đăng ký size member sẽ được giảm giá 10% cho cái phần uốn nhuộm này. Còn đối với người lần đầu tiên chưa bao giờ đến với 30 size thì hãy áp dụng code 30 size TV vào lần đầu tiên sử dụng dịch vụ của mình. Các bạn sẽ được giảm giá 20% cho lần đầu tiên đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong số tiếp theo.